Chưa bao giờ được trang điểm thật đẹp như thế này, bệnh nhân Hoàng Thị Nụ, quê ở huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn, mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc nhỏ, không giấu khỏi niềm vui và hạnh phúc khi hôm nay được tham gia vào ngày hội Thalassemia Beauty Day. Có cái chương trình make up cho cái bệnh nhân Thalass ạ. Nhưng mà tôi cũng đã đăng ký và cũng mong muốn là muốn được trang điểm thật đẹp cho một hôm, bởi vì ở trên quê thì cũng không hay trang điểm. Đây là muốn được trở thành một người phụ nữ thật đẹp, thật rạng rỡ. Chưa bao giờ được một lần trang điểm như ngày hôm nay, mừng và phấn khởi, vui, hạnh phúc ạ. Với thông điệp vẻ đẹp từ trái tim, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút gần 70 bệnh nhân tham dự. Người bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ bị suy giảm về sức khỏe mà còn phải chịu rất nhiều kỳ thị về hình thức bên ngoài, khiến họ rất khó tìm được việc làm ổn định và cả hạnh phúc cho riêng mình. Ngày hôm nay thì bệnh nhân của chúng tôi, đặc biệt bệnh nhân nữ, đã được làm đẹp và các bạn cảm rất hạnh phúc khi được đẹp như vậy. Dự án của tôi là Mission 614 tham gia với tư cách hợp tác với Đoàn Thanh niên BIDV nhằm đóng góp một phần nhỏ vào chi phí trao quà cho các bệnh nhân. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là có thể đưa tầm ảnh hưởng của dự án được đến được với nhiều bệnh nhân, cũng như đối với những cặp đôi đang có ý định kết hôn và sinh con mà chưa có điều kiện để xét nghiệm tiền hôn nhân. Nằm trong chuỗi hoạt động phát triển dự án Mission 614, dự án hỗ trợ các bệnh nhân thalassemia, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng trao những món quà hỗ trợ cho các bệnh nhân, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dù sinh ra không may mắn, nhưng họ luôn vượt lên bệnh tật, sống tự lập, đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội.